ở đây là khu vực lễ tân này, đây là khu vực nhà hàng. Ví dụ như mình có tổ chức sự kiện hay các thứ thì mình có thể tổ chức ở đây. Đây là sân khấu luôn ạ. Vâng. Thì chỗ này 200 người vẫn ok anh nhá. 200 người, tổng thể bên em có thể đón được cùng lúc là bao nhiêu người? Qua đêm thì bên em đón được khoảng tầm 200 người thôi. Trong ngày thì sẽ nhiều hơn. Qua đêm là 200 người. Vâng. Thế là nếu như cái đoàn của anh mà đến thì coi như là full hết luôn. Vâng, đúng rồi, là sẽ bao toàn bộ farm đấy ạ. Thường như thế phải báo trước bao lâu ấy? Thực ra là nếu mà đi vào thứ bảy thì bên em phải đặt trước tầm 2 tháng mới có phòng. Còn nếu mà đi ngày thường thì có thể là sẽ sớm hơn. Nhưng mà nếu mà để bao toàn bộ farm như thế thì cũng phải đặt sớm mới có ấy anh. Tại vì hè thì hầu như bọn em phun đến 90% toàn bộ các ngày ấy. Thế hả? Vâng. Cả trong tuần luôn hả? Vâng, đúng rồi ạ. Đây thì em sẽ cho anh xem thử một phòng. Đây là dãy bung. Vâng, đây là dãy bung lâu 4 người ạ. Tức là phòng này ở được 4 người. Vâng. Dãy bungalow 4 người này thì thực ra là nếu mà mình có thể là ở 6 người cũng ok. Và em có thể kê thêm đệm hay các thứ. Thường là người ta sẽ ở 4 người lớn, 2 trẻ em. Đây thì mình có thể tham khảo một phòng. Bên em có giá đầu tuần cuối tuần không hay là? Dạ có, em có giá đầu tuần cuối tuần anh. Thì 5 căn này là đều là bungalow 4 người. Thì sẽ được thiết kế theo các concept khác nhau. Nói chung là nó cấu trúc phòng thì sẽ như nhau, nhưng mà concept nó sẽ màu sắc khác nhau. Xuân hạ thu đông. Mình chưa nói giá lữ hành nhá. Giá khách lẻ thì phòng này cuối tuần bao nhiêu, đầu tuần bao nhiêu? Phòng này khách lẻ thì giá cuối tuần là 2,2 triệu anh ạ. Giữa tuần trong tuần thì sẽ là 1,750 triệu. Còn thứ 6 và chủ nhật sẽ là 1,950 triệu. Chỉ bao gồm tiền phòng chứ chưa bao gồm tiền ăn đúng không? Bao gồm tiền ăn sáng và tiền phòng thôi ạ. Còn chưa bao gồm các ăn bữa chính. Đây thì nó sẽ bao gồm một các xếp ở bên trên này, có đệm ở trên này nữa anh ạ. Tức là 2,2 triệu cuối tuần cho 4 người nhỉ? Đúng rồi anh ạ. 6 người, 6 người sẽ phụ thu đúng không anh? Vâng, đúng rồi anh ạ. Đây là vệ sinh. Đây là vệ sinh. Vâng. Đẹp chưa? Đi tiếp, mình đi những hàng phòng gì nữa nhỉ? Vâng ạ, đây em dẫn anh đi. 5 căn này nó tên là Xuân Hạ Thu Đông và Thanh Xuân. Căn thì... này cũng xem như căn kia đúng không? Nhưng mà nó là màu hồng. Đây là căn mùa xuân. Vâng. Không cần phải check nhá. Vâng, nó giống như nhau thôi anh ạ. Em làm được đây lâu chưa? Em làm ở đây được 3 năm rồi anh ạ. Vâng, đây là căn mùa hạ màu vàng. Nói chung là bên em thiết kế theo các concept khác nhau ấy, để cho có nhiều khách hàng người ta đến bên em hàng chục lần, người ta ở mỗi lần một phòng khác nhau, người ta không bị chán. Xem trên mạng rồi nhưng cứ phải thực tế thì... Vâng, đúng rồi ạ. Đôi khi thì nó không quảng cáo với thực tế, nó không giống nhau. Nhiều đơn vị thì như thế. Đúng rồi. Bên em thì hầu hết là toàn khách ảnh khách chụp thôi, chứ bọn em cũng không ít khi chụp. Toàn ảnh khách chụp họ gửi lại cho bên em. Mình đây khách nội địa nhiều hay có nước ngoài nhiều không em? Bên em hầu như là khách nội địa. Vâng. Đây thì mình có thể đi ra lối này. Đây là em đang đi tắt. Mình đi tắt hả? Vâng. Thì ở đây là có một cái phòng gọi là phòng cộng đồng anh ạ. Vâng, căn này là căn DC. Riêng cái cộng đồng này ở được bao nhiêu người? Căn này ở tiêu chuẩn là 24 người anh ạ. Vâng. Thì thường ví dụ ở căn này thì họ có thể ngồi ăn ở đây. Nhớ nhá, cái đoàn này của anh là có một cái không gian để cho 200 người cùng chơi được nhá. Vâng ạ. Nói chung là đoàn mình nếu mà cả 200 người thì sẽ hoạt động ở trên kia hết. Di chuyển ở đây là mình sẽ đi bộ hết à? Cái không gian như này làm sao đi xe được nhỉ? Đi bộ hết anh ạ. Nó tổng nó chỉ có 2 hectare thôi anh ạ. Nó không quá rộng. Chỉ 2 hectare thôi. Vâng. Đây, anh đi vào đây giúp em. Đây là một căn cộng đồng của bên em ạ. Căn này tiêu chuẩn sẽ là 24 người anh ạ. Làm theo phong cách mộc mạc nhỉ? Đây là phong cách rustic ạ. Tại vì bên em là đều thiết kế theo phong cách làng quê châu Âu ấy. Thế nên là... Rustic hay là marotic? Rustic ạ. Rustic, vâng. Kiểu cổ của nước Anh á, kiểu thế. Kiểu làng quê ấy anh, nó sẽ mộc mạc một chút, nhưng nó vẫn có chút nghệ thuật một chút. Nó mộc mạc nhưng nó vẫn hay mà. Vâng, nó không bị... Còn đây là khu vệ sinh. Vâng ạ, đây là khu vệ sinh. Có mấy nhà vệ sinh đây? Ở đây thì có 2 bồn cầu, 2 nhà tắm và 3 chậu rửa anh ạ. Vâng, đây là khu vệ sinh ạ. Căn này thì thực ra là nếu các bạn học sinh thì các bạn rất thích, vì ở rất là vui. Và thường các đoàn học sinh bên em là sẽ thuê những cái căn này. Nhìn nó cũng cá tính. Vâng, đúng. Và các bạn nhỏ, thực ra bây giờ các bạn ấy kiểu là có cái gu rồi anh. Các bạn ấy không phải như tầng lớp anh em mình là còn chưa được cập nhật về những cái gọi là đẹp ấy. Nhưng bây giờ các bạn ấy có gu rồi. Trẻ con mà đến bên em là bước vào phòng một cái là các bạn wow, đẹp thế, kiểu như thế. Tức là bên em rất hợp với các đối tượng là trẻ. Hoặc là trẻ con, kiểu như thế. Bởi vì các bạn ấy bây giờ các bạn ấy được cập nhật những cái đẹp ấy. Thế nên là các bạn ấy biết như thế nào là đẹp, như thế nào là xấu rồi.
Còn như anh em mình hồi xưa thì cứ coi nhà để ở cứ ấy là thấy rồi. Nhưng bây giờ các bạn ấy, ví dụ như là những cái trường quốc tế các bạn ấy đi nghỉ dưỡng rất là nhiều. Thì những cái mà bình thường nó như khách sạn hay các thứ thì các bạn ấy cũng nghỉ rất nhiều rồi. Nhưng mà đến đây thì các bạn ấy sẽ được một cái trải nghiệm khác. Cháu nó đã đẹp rồi. Đúng rồi, đúng. Chính xác là như thế. Nó cái 4 năm sao rồi. Đúng rồi. Có một cái gì đấy nó gần gũi với thiên nhiên. Đúng rồi, một cái trải nghiệm khác. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Ok ạ. Một căn này được 24 cháu đúng không em? Vâng, đúng rồi ạ. Hai căn này còn có thể ở nhiều hơn anh ạ. Vâng, hai căn này rộng hơn nhiều. Kìa. Vâng. Bên tay phải kìa. Vâng ạ, đang làm đây anh ạ. Vâng. Nhìn xinh nhỉ. Đấy, vẫn là cái nhà cấp 4 nhá. Nhưng mà cái mái cầu kỳ một tí, ốp gỗ như kia. Kiểu kiểu như nhà của người Mông. Đây này, kể cả những cái trò chơi trẻ con này. Làm bằng bằng gỗ như này nhìn nó gần gũi nhỉ. Vâng, mộc mạc anh ạ. Nói chung là bên em thích những cái đồ tự nhiên. Nó đương nhiên nó sẽ nhanh hỏng hơn là sắt thép, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn, gần gũi hơn. Thì đây hai căn này là bên em. Đây là hai căn tập thể đấy hả? Vâng, bên em đang làm đấy. Ba dưới hả chị? Cái gì để cắt không? Có đính hết các ghế không, hay là mỗi cái nào em trải khăn thì đính thôi? Đính hết chị. Ba dưới là chị lồng chăn rồi ạ. Vâng ạ. Tại vì trong tuần là bên em phải giặt hết chăn chiếu đồ đạc, nên là chỉ những phòng mà anh quay thì em mới lồng chăn trước thôi. Trong tuần ít khách thì bên em sẽ làm. Những cái căn này xinh thế. Vâng, những căn này là bungalow 2 người anh ạ. Thì cái này giá bao nhiêu cuối tuần? Cuối tuần là 1550, trong tuần là 1350 ạ. Đâu có cao lắm đâu nhỉ, xinh nhỉ. Dạ, những căn này là thiết kế theo phong cách Hà Lan, những nhà của Hà Lan. Nhìn ngất luôn ấy. Rất là xinh xắn. Cũng được thiết kế theo concept Xuân Hạ Thu Đông nên nó sẽ có màu khác nhau. À, em sẽ cho anh xem thử một phòng. Được, chắc chắn anh em mình sẽ làm việc với nhau nhiều. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh này ạ. Đấy, hai đứa yêu nhau sau chuyến đi về không lấy nhau mới là lạ. Đây ạ, nhà vệ sinh ở trong này ạ. Đây, anh cứ vào quay nhé. Em nói lại cho anh nghe cái gì, cái phong cách của cái này như thế nào nhỉ? Cái phòng 7 cái căn này thì bên em thiết kế theo phong cách nhà của Hà Lan anh ạ. Những cái nhà bên sông của Hà Lan. Phòng này thì sẽ là hai người lớn một trẻ em, thường là bên em sẽ như thế, hoặc là ba bạn học sinh thì có thể ở phòng này được. Thì có vệ sinh khép kín đầy đủ ở trong phòng như này. Đây là cái suối tự nhiên anh ạ. Suối tự nhiên hả? Vâng. Chứ không phải là xếp em đào. Không ạ, nó nước chảy liên tục nên này anh. Nhưng mà tại vì nó đang mới mưa to hôm qua nên là nó đang không được trong lắm. Suối này là phụ thuộc thời tiết vì nó là suối tự nhiên. Đây. Ví dụ như là khách lưu trú ở đây thì có thể xuống suối chơi ok đúng không? Vâng, xuống suối chơi ok. Trẻ con nó toàn lội suối đây. Không hiểu không em? Không ạ, nó nông này thôi anh. Vâng. Kể cả là chỗ kia cũng nông hả? Vâng, chỗ kia cũng nông thôi anh ạ. Thế chị yên tâm rồi. Ở dưới kia nó còn có một cái thác nữa, nhưng mà bên em đang cải tạo. Đấy. Để cải tạo cái lối xuống thì cái thác nó sẽ đẹp hơn, em sẽ gửi video cho anh. Vâng. Ok ok. Trẻ con nó toàn lội đây, bình thường nước nó trong nhìn thấy cá bơi các kiểu các thứ. Vâng. Đây là mới mưa xong. Thế nhà hàng mình có cá suối này để ăn không? Có cá suối anh ạ. Đấy, thế mới xịn. Nhà villa này thì có gì đặc biệt đấy? Villa này thì cũng theo những concept mà em đã gọi là dẫn anh đi thôi. Nó là tiêu chuẩn cho 30 người, nó có 8 phòng ngủ anh ạ. Uầy, vâng. Riêng cái đấy là 30 người cơ ạ? Vâng, nó khá là to. 30 người, nhưng mà 30 người đó thì phải chia ra những cái phòng riêng hay là... Đúng rồi, chia ra 8 phòng ngủ anh ạ. Chứ không vâng. Đúng rồi, villa mà. Vâng. Có phải là home đâu. Em làm việc đây lâu chưa? Em làm được 3 năm rồi anh ạ. 3 năm? Vâng ạ. Ở đây hoạt động được lâu chưa? Ở đây hoạt động được 3 năm rồi. Ủa, cũng 3 năm luôn hả? À, em làm... Là em từ những ngày đầu tiên? Vâng, đúng rồi anh ạ. Hoa hồng đẹp nhá. Đến mùa mà nó nở, tức là anh tầm 2 tuần nữa anh đến, đây là đang lên nụ, lên mầm này. 2 tuần nữa anh đến nó nở rất đẹp luôn. Nở gọi là bạt ngàn, đỏ rực cái khu này luôn. Vâng, đây là nó đang lên mầm nhá. Tức là chưa phải vào vụ đấy. Vâng, chưa vào vụ đó. Cứ tầm 1 tháng thì nó sẽ rộ một lần. Vâng. Đây, cái khu này trẻ con chơi, 200 cháu chơi ok đúng không? Vâng, chơi thoải mái nhá. Đây chính là cái không gian mà anh mong muốn đây đúng không em? Vâng, đúng rồi ạ. Thế còn cả cái mấy cái tre mỹ thuật kia là nhà hàng à? Vâng, nhà hàng anh ạ. Vừa là nhà hàng vừa là lễ tân luôn? Vâng, lễ tân ở ngay khu vực nhà hàng luôn. Thì chưa các cháu có thể ăn cơm ở đấy. Còn ví dụ chơi team hay là chơi các thứ các cháu ở bên này, bên em có thể căng dù lên cho các cháu. Vâng. Còn đây là khu vực bể bơi anh ạ. Bể bơi. Vâng. Đây là nước ngọt bình thường đúng không em?
Vâng, nước này là nước suối, nước từ trên suối khe bọn em dẫn về và bọn em lọc anh ạ. Ờ, chứ không phải là nước khoáng cái gì. Vâng, đúng rồi ạ. Ừ, đấy, có sao mình cứ phải nói thật như thế. Vâng, đúng rồi, không phải nước khoáng đâu anh ạ. Nước này độ sâu bao nhiêu? Ờ, chỗ này là sâu 1m3, 1m3, còn chỗ này 60 anh ạ. À. Vâng, đây lại có một vườn hồng nữa. Anh thấy chủ yếu là hoa hồng nhỉ? Vâng, đúng ạ, bên em đặc trưng là hoa hồng, thung lũng hoa hồng. Đây là ý của ông chủ hay bà chủ ạ? Vâng. Đi tiếp. Tại vì sếp em là trồng hoa hồng, thích hoa hồng, nên hầu như là nhiều hoa hồng. Anh cũng thích hoa hồng. Vâng, hoa hồng vâng, phải là hồng cổ á. Vâng, đây phải là hồng cổ đây này. Đây là hồng cổ Sapa đấy ạ. Vâng. Chỗ này là khu cừu chim thỏ anh ạ, các cháu có thể cho cừu chim thỏ ăn ở đây. Đây là chuồng thỏ này, chuồng bồ câu, chuồng cừu, chuồng dê ạ. Đây bình thường sáng nào bên em cũng sẽ chuẩn bị sẵn để các bạn ấy có thể cho cừu chim thỏ ăn các bạn nhỏ. Vâng. Có mấy con dê? Có khoảng chục con anh ạ. Còn chỗ này là khu bơi thuyền thì như nào được bơi thuyền? Chỗ này là khu hồng ngoại. Có mất phí không? Không mất phí gì anh ạ. Ai thích bơi thì bơi. Vâng. Sâu không anh? À, cái hồ này khoảng tầm 1,5 m anh ạ. Và hồ này là hồ tự đào nên nó cũng không sâu thôi. Chỗ này thì là một vườn hồng ngoại này. Còn chỗ này là có bến thuyền này. Bến thuyền này thì có tổng là khoảng 10 cái thuyền anh ạ. 10 cái thuyền đôi. Thì các bạn ở đây thì các bạn cứ thích thì các bạn ra bơi thuyền thôi. Thuyền thì mình sẽ bơi dọc ra từ kia đây qua cái cầu kia sang tận cái bên nhà đây si anh em mình vừa. Là có thể là đi thông qua cả cái chỗ kia. Đúng ạ. Đấy không phải là cuối cùng hả? Đấy, thông qua cái cầu kia xong đi sang tận bên kia. Nói chung là cái quãng dài bơi thuyền nó phải tầm hơn 200 mét ấy. Hơn 200 mét dài. Nếu mà bơi hết từ kia đây sang kia khoảng tầm 15 phút. Vâng. Bây giờ anh em mình đi xem cái villa. Tức là lên villa nữa là xong đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Đây bình thường các bạn có thể ngồi đây câu cá anh ạ. Có nhiều cá không? À, cá thì bên em chỉ là cá có nhiều nhưng mà cá những loại cá nhỏ thôi. Tại vì mua vui cho khách thôi. Đúng rồi ạ, chứ sếp em cũng kiêng cái việc là sát sinh các kiểu. Đúng. Ôi thế có vẻ như là ông chủ, bà chủ là cũng thờ Phật hả? Vâng ạ. Tốt, thờ Phật là tốt. Như em có ăn chay bao giờ chưa? Em chưa ăn chay nhưng em ăn heo thì là ăn như con heo thôi ạ. Này sau này những cái cây thông này nó lớn lên nó đẹp lắm ấy nhỉ. Vâng, đúng vậy. Đây là khu villa. Villa này cả căn giá cuối tuần bao nhiêu em? Là 16.950.000 anh ạ. Coi như 17 triệu. Vâng. Cuối tuần, à đầu tuần? Trong tuần thì là 13.600.000 anh ạ. Em sẽ cho anh xem thử một căn. Ông xem thật luôn á. Nó cái villa này thì nó cũng không phải là giống nhau hết đâu anh ạ. Chắc cái này khó cả. Thật ra ấy thì cũng chỉ cần xem một căn thôi thì sẽ suy ra cái chất lượng căn kia. Có thể là phong cách khác nhau đúng không? Vâng, đúng ạ. Đẹp, nhìn ở ngoài đã thấy ưng cái bụng. Nhưng mà ấy, có vì ông chủ thay khóa đi. Khóa tư, phải dùng khóa tư để nó xoẹt cái tiện lợi mình. Nhưng khách hay đánh mất đấy lắm anh ạ. Tại vì nhà em hầu như đoán nó là trẻ con ấy. Khách hay đánh mất chìa khóa lắm, nó mất liên tục. Căn này là ở được 4 người à? Vâng, căn này là 4 người ạ. Thì hai phòng cạnh nhau, hai giường cạnh nhau như này. Có mùi thơm gì lạ lạ? Mùi tinh dầu ạ. À, tinh dầu, tinh dầu quế ạ? Đây là tinh dầu bạc hà lẫn với lại tinh dầu hương thảo anh ạ. Em có muốn nói gì về căn này nữa không? Villa này thì em không biết nói gì. Tức là bên này là phòng khách này. Vâng, phòng khách. Ê, và lối lên ngay từ đầu. Lối lên tầng 2 này. Rồi, ok, vào tí nhỉ. Vâng. Vào được không? Được ạ, anh vào thoải mái. Anh có cần lên tầng 2 không? Tầng 2 á? Vâng. Tôi chẳng cần đâu. Tầng 2 có gì đấy? Nó cũng là phòng thôi ạ. À, cũng là phòng ngủ thôi đúng không? Đúng rồi. Không cần đâu. Đây là phòng khách chung. Vâng, đúng rồi. Như vậy là cái căn này là có 3, có 2 ngủ, 1 khách. Một phòng khách đúng không? Đâu ạ, nó có 8 phòng ngủ anh ạ. 8 phòng ngủ à? À, tức là còn những cái phòng ngủ bên kia nữa. Đúng ạ. Và cái phòng khách này là chung của cả cái nhà lớn này. Đúng rồi ạ. Thực ra bên em có rất nhiều khu lửa trại. Mỗi căn đều có một lửa trại riêng anh ạ. Đây là lửa trại riêng cho villa thôi. Thoải mái, vừa là lửa trại vừa tìm đủ đích ở đây cũng được ấy. Vâng. Gala ở đây được khoảng bao nhiêu người ấy, lửa trại ấy? Chỗ này à? Thường thì chỗ này sẽ phục vụ cho cái villa này. Vâng, thì thường 40-50 người ok anh ạ. Còn thường mọi người ở villa này là mọi người hay chơi và lửa trại ở bên này. Là khoảng 30-40 người.